Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều ngày 20 tháng 10, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Bá Quân cho biết trên địa bàn vừa phát hiện chùm 11 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trước đó, trong ngày 19 tháng 10, huyện ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 tại khu 3, thị trấn Phố Mới, là gia đình liên quan đến ca bệnh tại trường mầm non Sao Mai. Ngay sau đó, huyện đã tập trung các biện pháp cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm SARS-CoV-2, truy vết để nhanh chóng xác định các ca bệnh và các trường hợp có liên quan. Đến chiều nay đã ghi nhận tổng cộng 11 ca mắc, có một số là phụ huynh, các cháu học sinh và cô giáo có liên quan đến các ca mắc COVID-19. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo rà soát các trường hợp F1, F2 liên quan, đặc biệt là trong khu vực trường học và khu 3 thị trấn Phố Mới để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Cùng với đó, công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng được triển khai khẩn trương. Ngay trong buổi chiều ngày 20 tháng 10, huyện đã triển khai 5 điểm tiêm phòng cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, dự kiến sẽ tiêm xong khoảng 60.000 liều trong ngày mai. Đối với các hoạt động dạy và học, huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn thị trấn Phố Mới, xã Châu Phong và xã Phù Lãng tạm thời cho học sinh ngừng đến trường, ông Quân thông tin. Chiều nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh cũng liên tiếp phát 2 thông báo khẩn tìm người đến 11 địa điểm có liên quan đến các ca mắc COVID-19. Đáng chú ý, thông báo khẩn này tìm người liên quan đến các trường học trên địa bàn huyện Quế Võ và thành phố Bắc Ninh gồm trường tiểu học Đại Phúc, trường mầm non thị trấn Phố Mới, trường trung học phổ thông Quế Võ 1,